Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu từ 15 giờ ngày hôm nay. Mỗi lít xăng dầu giảm từ 2.290 đồng đến 2.315 đồng về sát ngưỡng 16.000 đồng trong khi dầu cũng hạ từ 1.353 đồng đến 1.830 đồng. Thay vì chờ tới ngày mai, ngày 16 tháng 3, Liên hai Bộ Công Thương và Bộ Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu ngay từ chiều ngày hôm nay, 15 tháng 3. Theo đó, mỗi lít xăng ơ 5 Ron 92 giảm từ 2.290 đồng, xăng Ron 95 hạ thêm 2.315 đồng, dầu quả giảm từ 1.830 đồng, dầu diesel giảm từ 1.750 đồng và ma là 1.353 đồng một lít. Sau khi điều chỉnh, mỗi lít xăng E5 RON92 còn tối đa là 16.056 đồng, xăng RON95 là 16.812 đồng, dầu quả là 11.846 đồng, dầu diesel không còn cao hơn 13.035 đồng và ma không quá 10.051 đồng một lít. Theo nhà điều hành, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua giảm mạnh do suy si thoái về kinh tế. Bình quân mỗi thùng RON92 dùng pha chế xăng E5 RON92 là 48,69 đô la, giảm hơn 13,5 đô la xăng ron 95 là 50,35 đô la một thùng, giảm gần 14 đô la, dầu quả giảm về 12 đô la, về mức 50,4 đô la một thùng. Cùng với giảm giá, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tích 200 đồng mỗi lít xăng ơ 5 ron 92 vào quỹ bình ổn giá xăng dầu. Các mặt hàng xăng ron 95, dầu quả và diesel mức đích lên tới 800 đồng một lít, riêng dầu ma là 100 đồng một lít. Như vậy, xăng dầu đã trải qua 5 kỳ điều chỉnh từ đầu năm, trong đó giá xăng các loại có mức giảm sâu nhất từ năm 2019 so với đầu năm đến nay. Mỗi lít xăng RON95 đã hạ tổng cộng là 4.100 đồng, xăng E5 RON92 là 3.700 đồng. Phương án điều chỉnh giá xăng dầu lần này, theo nhà chức trách, đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ảnh đúng xu hướng giá thành phẩm của thế giới phù hợp với nền kinh tế thị trường. Mặt khác, mức tích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý để có dư nguồn đảm bảo điều chỉnh giá xăng dầu trong tương lai trong bối cảnh giá xăng dầu đang có diễn biến khó lường, giảm giá ở tất cả các mặt hàng. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog kênh luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh Subscribe like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.